lâu rồi. Dạ. Bạn giới thiệu qua cái loại này, cái loại Motiva đó là có 3 dòng, cái này không chip 38 triệu nè. Dạ. Con này là chip thường. Dạ. 50, mới thử cái này nó cứng, cái này nó mềm tí. Còn này là Aeronobit là 70. 70. Ừ rồi. Cái này là bên của hãng Mentor. Cái này là Mentor Itra 85 triệu. Mentor trơn á, nó giống gì luôn nhưng mà nó mềm hơn. Nó lại hơn. Cái này tốt nhất. Không, tại hai hãng khác chứ không phải là. Ờ, nhưng mà anh thấy cái này nó dẻo hơn nè. Nó thấy nhìn giống như cảm giác như là cái da của nó dày hơn nè. Dày hơn đúng rồi. Nó cái này dày hơn. Nó dễ chịu hơn cái này nè. Không mà thì nó cứng. Mà cái này thì có bảo hành bao sơ 10 năm. Chứ cái này nó cha. Còn mấy này thì không có bảo hành bao sơ. Bảo hành bao sơ là gì? Bao sơ là cơ thể mình nó không có chịu cái loại túi đó. Nó dễ dám chịu. Mình nói trước gì đó là mốt nó khỏe. Cái còn hai này bảo hành. Cái này có bảo hành bao sơ 10 năm thôi. 10 năm. Trong 10 năm có gì là chỉ bao sơ thôi. Bao sơ thôi. Ừ rồi. Còn cái chuyện mà nó sệ, nó dẹt ra, và nó càng ngày nó mỏng cái cơ cái da mình nó lộ túi thì không có bảo hành mấy đó được. Cái đó phải chỉnh lại, phải làm lại. Đúng rồi. Tại vì cơ thể mình mỗi ngày già miếng rồi chứ lại cái này nó nặng quá nè, nó chì xuống. Theo bác là cái nào xài theo kinh nghiệm của bác là mình thấy cái nào thường là mọi người xài giống như là. Thì thật sự giờ nói thì bác hỏi bác nói cái loại bác tiền cái giống như bác rẻ vậy đó, nhưng mà thật sự là nó tốt hơn nhiều. Mình đặt vừa đặt to quá thì mấy nàng rất thích, nhưng mà nó to quá cái nó căng lên nó dễ bị lộ túi hết trơn. Và nó nặng cái da thịt nó mỏng to nó xấu nó nặng quá cái nó giãn cái cơ của mình ra, giãn cái mô ra cái nó sệ xuống. Cái lúc nằm nó hai cái quả này nè, nó đâu có đứng yên, mình đâu có dán ra được, nó cũng chạy tới chạy lui gì nè. Dạ. Cái nó dạt ra hai bên, cái hai cái cơ hai bên nó giãn ra, cái bắt đầu càng nó càng dạt ra. Vậy đó, là khe càng ngày càng khởi ra. Số nhiều người ta tới làm cái loại nào vậy? Số nhiều người ta làm cái loại này 70 nè. Đúng rồi. Số nhiều người ta làm đó. Là bao hành 10 năm. Bao hành 10 năm là chỉ bao sơ thôi nha. Bao sơ. Bao sơ là cơ thể mình nó phản ứng, nó kích ứng cho nó cứng. Nó cứng cái đúng, nó cứng túi.